nó lại vừa tắt đấy. Ta vừa bật lại này. Ai đó? Cảm ơn Lâm về đó. Ừ. Tắt luôn rồi nè, tắt nè. Nó tắt, tắt bình thường rồi. Dạ. Yeah. Thằng Lâm về, con có về đâu. Thế nào? Đây máy rồi. Bảo Cường về sạc mai tao, sáng mai tao lại ra tao đi quay phụ. Nhưng mà tối đi ăn cơm đâu? Hả? Tối tao lại về. À không. Chưa. Nhưng mà thứ tư tao ở nhà để tao không ra được. Sệt em tao ở đâu rồi? Sệt đó. Ê, nhầm không? Mày em mình sệt. Mày em thôi.
trở lại được cái nhà mới. Về sang điện thoại ấy nhá. Tối nay quả không về. Tối nay quả không về đâu. Được chưa? Quả phải đi đâu 2-3 ngày ấy. Tôi ta chỉ mới chờ mà. Con mày là người. Anh cứ đéo không? Hôm nay đang quay lên. À tôi đang đi quay đâu. Anh đợi bọn em tầm 8 phút nữa. Nhấp bằng nào thôi. Nhấp bằng nào thôi. Sao? Mới đi cố rồi. Lăn xe đây Huy ơi. Huy ơi. Lăn xe đây. Camera vừa rồi cổng đi đâu cưa lá này xôi bốn mít rồi đổ cả này ra ở đây gì Huy ơi, mai đi quay chưa có cơ hội được 10 gái. Hỏi xem quay để bao nhiêu phút đấy cậu? Hỏi xem quả quay bao nhiêu phút? Đó con cổ lên tí. Mai là lúc đó con cổ lên tí. Lúc sau sau là lúc đó tí. Bây giờ là căng thẳng. Ngày mai là đi bơi đi Sơn. Đéo ai? Đi nào? Dưới toàn đường đường này xanh dưới hết luôn. Chồng đẹp đẹp. Nào, nhắm như một. Để cho mình. Đó, nhắm cho nó là lấy đo. Thời dễ tao thử đấy. Huy, rồi, anh cố chị 4 phút nữa. 4 phút nữa 11 rồi. Anh quay không? 11. 4 phút nữa. Thì bọn em quay cái xem
Mấy kỳ kìa giỏi vậy á. Thử gì lắm vắt. Rồi nhá. Thế ngoài này nhá. Rồi. Hay bây giờ quản. Như rồi chơi bóng chuyền đấy quản. Thằng nó thắng thì đã chung kết luôn. Đầu với chân được nhá. Bắt đầu phát bóng. Mày đá bóng bé. Đi ơi. Ui, mày cầm mày quay ra chỗ khác đi. Biết chơi bóng bé nào? Biết. Nó chạm một chạm rồi đánh tiếp cái gì? Ừ. Chân hay đầu vẫn được nha. Chạm một chạm được, mà chạm con chạm một chạm. Hả? Người ơi. Xem năm luôn. Mày cầm nha. Năm bạn mày ngàn ngàn như thế. Người nha. Người ơi. Quả khác đâu à? Bên nào bên nào ạ? Đây cái tường muốn chuyên. Anh ngáo mà chưa đoạn đôi. Trời cho trời. Đặt xa xa vô nó kì đoạn dưới đấy. Dưới nữa. Dưới đó. Đấy. À không. Đấy. Để cũng gạch đó. Rồi. Bao nhiêu đó? 21. Cây. Từ từ từ. Anh cơ ơi, anh nhảy lên được không? Ừ được. Em ngồi lên tường. Ờ. Sao mà ngồi được? Cao lên tường ấy. Ngoài nữa chứ nhỉ? 5-2 Đúng không? À 5-3 gì? Ờ. Thôi mày đi. Hú một phát đầu. Chưa qua. Ờ con tính mà. Mày phải cho bóng bén đi. Bóng bén dưới bóng bính đi. Bóng bén. Đang chơi bóng chuyền mà. Bàn hay không? Hỏi bóng chuyền. Bóng chuyền không chơi lắm. Mật phát lại đi. Bóng chuyền dưới. Bóng ba như thằng chó như thế. Rồi bóng ba à. Cho đập xuống rồi đánh tiếp đi. Từ lúc ta tưởng chết bóng kia. Con bạch rồi. Thằng chó. Cả đến đây đi. Hello à, tao hiểu rồi. Phát không qua vạch thì không tính. Mà cái lúc đánh thì không qua vạch. Nó nảy qua kia thì vẫn tính. Bây giờ ơi 5-4 này. Cứ làm khó tao nhỉ. Anh cho mày quay dịch lên kia một tí đi. Ui. Hả? À? Rồi quay dịch lên kia một tí. Kì, đâu? Này, để làm gì? Để em tao kia một. Không, không được thế đâu. Bật lên đánh đầu con này. Không sợ nhà, đâu phải anh cứ ăn thì. Bây giờ thế, đợt sơn nó. Mèo. Giờ mày ít đá bóng đi, kiểu đéo đáy chân.
quen. Không có cảm giác. Bảy sáu. Mấy điều này. Đừng treo đừng nghĩ ông nói thế nào treo đâu trên này phải quay đấy hành trình này mới được. Mày, anh béo đéo treo được treo người sơn treo anh cái ông ở đâu đang nói rồi em thử đang nhớ rồi gương bắt ông đi. Tối cho đi đâu anh Cương? Đối anh nhé. Đấy cái gì à? Đứng. Chúng là anh mày dơ. Tối nhà cho video vào máy. Anh rồi, anh Cương. Dơ anh đang có 3 cái rồi. Thế mà em muộn đang cái quay đi. Mai muộn thằng quay cái quay rồi này. Số này tao mới mai nó muộn thằng cái quay rồi. Thử đi trả lời. Ai cho em một cái em quay. Anh Cường chào bóng này. Tám đều. Anh Cường em ai cho một cái em quay nhá. Ok. Thôi trả là tí em ăn bao nhiêu tiền. Huy ơi. Anh ơi em và anh ngồi chung đi. Mệt lên là sáng. Bây giờ. Anh cứ ra để tao chỉnh cho bác rồi. Anh Cường biết à? Để ba. Chưa. Nơi tao cầm có một vòng nữa mày. À, ừ, có một vòng đây phải dính nữa. Từ nay thằng đấy được nhất. Hôm nay em mà thắng, thằng Huy thua là đầu với anh tranh. Nhì ba. Chủ nha bây giờ trận này. Mà mày không đúng không? Tại vì mới thắng anh Cường rồi mày. Nếu mà tao mà mày ván này mới thắng thì tao vẫn phải gặp lại anh Cường. Không con mới thắng rồi đi việc gì phải gặp lại? Vẫn gặp lại mà. Không mà. Cả kiểu theo vòng ấy. Vòng chuẩn mày. Thế mày gặp anh làm gì nữa? Ngoài. Đúng. Đó là mày gặp tao lúc kia rồi. À, là không cho anh tính điểm để ấy ư? Thế đi thì hơn một điểm này. Hơn một điểm đây này. Em không điểm, anh cứ không điểm. Tí nữa em có một trận anh cứ. Đây nó còn đúng một trận này nữa. Điểm. Mày thế là cái gì? Cái này
tao à? Mẹ vẫn lụn sữa bóng. Đừng có đá tôi đuổi điện thoại anh được. Mày làm bố một cái điện thoại đi, mẹ xong bài lương đấy. Tao mới chơi. Năm nay thế là tháng này vì tháng sau là mày không được nhận lương. Bây giờ nhỉ? Rồi, mời mình sang chúng mình đốt có bảy trên tèo. Một điểm sơn em hết chưa? Hết chưa? Anh Cương nó thắng em đi, nó gọi là kéo búa bèo. Cương vô địch nè. Không trắng cương nè. Quả đấy anh bỏ đi ra ăn rồi đấy. Mẹ là phải đứng nhặt ừ. 7-0. Anh Cương phải bịt sang. Một tí kiểu gì chẳng ăn. Nhưng mà đó kết thúc rồi. Ngoài bao nhiêu ạ? Anh cơ hồ mình kết thúc à? Ôi mày anh nhỉ. Anh đã lại là à? Mày lui lên trên nào. Ở đây vẫn nói xoắn đây. Đó. Mời dụng gan rồi. Ăn đi, chả một, để trong sân, hả? Ừ, ăn đi. Cái đấy.
đá hơi dúi. Bao nhiêu? 8 năm rồi. Mày vạch, mày phát kiểu gì ấy Huy? Mày phát kiểu gì vạch đó? Quên. Phát chết. Máy nó phản ứng nhanh. Chín nào vào đây anh cơ. Thế thì ai thua thì gặp em à? Thế luôn đó mày. Để không cho một thằng một lượt nói. Nó cho hết luôn đi. Cho bé một thằng hai tròn. Quả đấy không qua lưới đâu nha. Chưa ai đá được niêm đâu. Nào khoản ra tiếp. Toàn. Bốn cho tao à? Anh xuống dưới đi anh Cường. Thế bị ai chưa? Quản anh Cường ơi. Chưa chưa, tí nữa. Mua đây thì chéo. Đói lại mới chỉ nhặt ngu nữa. Anh Cường ơi. Tí tắt đi rồi lấy thằng kia thằng quay. Cái nó đang Facebook gì? Anh Cường. Đây bỏ đi thằng kia của Cường về lóc. Ơi không nhìn thấy bên nó đi. Quay quay nó nhìn thôi. Anh Cường. Hả? Bao nhiêu phút thì tắt? 1 tiếng, 60 phút đấy. 50 rồi. Trận đấu cực kỳ căng thẳng. Hôm nay tôi sẽ làm cho MC cuộc đua quả bóng vàng, à quả bóng bùi 2022. Rồi, penalty 2-1 đều. 2-0. 2-0. Thế chưa? Đừng có mở cái mới nữa nhá. Mẹ mà. Quay không chưa? Chưa. Đang để một pha trải nghiệm. Đang ngồi, khán giả giật mới. Mày ngồi ở kia mày dư đi Huy. Thằng em đeo kính 3D mới được. Quả bóng vào mặt nữa. Anh Cương này không biết đánh đâu gì. Đau. Đánh mà chán không đau đâu. Chán anh đầy mụn. À chứ đi đau bố mẹ. Cái đợt này em có cái mụn to đốm ở đời mẹ. Đi đá bóng nhà. Cái đợt đó bật lên lắc và lắc. Đấy nó mùn to rồi, mùn bé đi thương. Ba đều. Trận đấu cực kỳ căng thẳng. Anh em sẽ video của chúng tôi xin được gọi lại đó. Tại đây anh em hãy tìm phần 2 và xem anh em nhá. Chưa? Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những clip sau.